Em thấy Gin là viết cái bài này hợp lý với chương trình luôn à. Tại vì đưa bu về nhà. Đưa bu về nhà đó. Đưa bu là nghĩ gì? Ờ, Pukacha đó. Pukacha đó. Pukacha đó. À, đưa Puka về nhà hả? Cái gì nữa vậy? À, tức là mọi người kẹo em với lại Puka là đang yêu nhau. Hai đứa đi uống nước xăm lên không bị phát hiện. Ủa vậy hả? Đâu ra? Đó không? Đó không? Không có, trời mọi người thì có đồn đoán được. Cái đường lên phong, cái đồn ầm lên. Em với lại mẹ Puka là đang yêu nhau hả? Không có. Nếu có thì tốt thôi, có gì đâu. Puka là một đứa bé rất là dễ thương. Một vé. Cho em hai vé. Hai vé, một vé cho Puka. Một vé cho Puka. Ủa? 1, 2, 3, 4, nhường. 1, 2, 3, 4, nhường. Có chắc nó nhớ sẽ biến mất đi. 1, 2, 3, 4, nhường. Có chắc nó nhớ sẽ biến mất đi. 1, 2, 3, 4, nhường. Không nhường. Không nhường. Trời ơi. Quen. Chị ơi, đẻ bị chết là lỗi của chị. Thôi em cũng có thuộc đâu. Trời ơi, em không thuộc. Em còn thuộc tên tác giả. Em còn thuộc tên tác giả. Vô duyên quá. Hôm nay là sinh nhật Puka nè. Hát bài chúc mừng sinh nhật được không? Thưa quý vị, hôm nay là ngày sinh nhật Puka. Em đang nói ngày ghi hình nha mọi người. Mọi người ai cũng có cái điện thoại quay lại giùm đoạn này để đó. Gửi cho Puka riêng nha. Ai đó làm gì đó đi. Đây, em nói là sinh, ổ sinh nhật thì mình hát bài vui bài buồn. Đây, đứng đây đứng. Đó. Rồi, xin mời. Thưa quý vị, tại phim trường ngày hôm nay có Kim Tuấn Kiệt. Và hôm nay là ngày sinh nhật của Puka. Đứa em gái rất là thân thiết và rất là thân thương. Thì đại diện chương trình thì Kim Tuấn Kiệt sẽ có một cái đoạn hát nhạc chúc mừng sinh nhật cô bé. Ôi nhưng mà... Hát thôi, đừng nói gì thêm nữa. Vô. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thay mặt cho Puka cảm ơn em rất là nhiều. Cái tấm chân tình mà em gửi dành cho Puka tụi anh sẽ ghi nhận mãi mãi. Ủa nhưng mà là sao em không hiểu lắm. Hôm nay là ngày sinh nhật Puka thì gửi tặng cho bé một bài hát thì có là gì đâu. Trời đúng rồi, chị, người chị của em. Thì đó, chị em gì tụi em tự giải quyết. Cảm ơn Phát Lan. Ủa chương trình hôm nay có một khách mời hả? Ủa, tính được em vô đây. Sao nãy giờ không có mặt em luôn á. Hôm nay cũng là sinh nhật của Miyu. Có luôn hả anh, có luôn hả? À, cũng là chị mới vô luôn á. À, quay chương trình ôm nhỏ hoài. Ô ôm thôi mà tại sao ôm? Tại vì mình vui mừng quá, mình thấy cảm xúc mình vừa đang ôm lịch sự rồi, mình không biết ôm mọi người vậy. Chỉ ôm chị nè. Sao thì đầu năm cho em một bài nữa, với hè em có một phim điện ảnh có kết hợp với em không hả? Không em ơi, em kết hợp với cái gì khác đi. Ghi Tuấn Kiệt cũng đang chờ em kết hợp đó. Ghi Tuấn Kiệt cũng đang chờ em kết hợp đó. Ghi Tuấn Kiệt, Ghi Tuấn Kiệt. Ghi Tuấn Kiệt. Ôi anh Giang này, sao vậy? Tại vì cậu đó đang tìm một diễn viên trẻ đẹp và có giọng hát ổn định như là em. À vậy hả, để em liên lạc. Liên lạc liền nha. Dạ. Cảm giác tới Kim Tuấn Kiệt em có vẻ hơi bùi ngùi xúc động vậy. Em mắc cười thôi. Sao mắc cười? Không biết nữa. Tự nhiên mắc cười, tự nhiên lại anh lại nói vậy trong khi quá trời nhiều ca sĩ khác. Thì cái gì cũng có lý do của nó, cuộc sống mà. Thì đó cho nên em mắc... có cần phân tích thêm không? Thôi khỏi, mình vô chương trình luôn đó. Mình mà bên Tây khác nhau ở chỗ là tên và họ. Dạ. Đúng chưa? Dạ. Last name và first name đúng dạ. không? Dạ. Thì bên mình là dùng cái tên. Đúng rồi. Còn bên Tây là dùng... Bên Tây là dùng cái họ. Đúng rồi. Vậy thì Kay Thi Nguyễn là cái nào tên nào họ? Cái gì? Ủa trả lời đi, câu hỏi mà. Thì là vẫn là họ, vẫn là họ Nguyễn chứ. Ôi, chính xác. Môn học này rất là... Sao biết hay ta? Môn học này anh nghĩ học rồi. À, môn này học giỏi hả? À, do thoại mỗi ngày á. Cái ơi, gì đó, cái ơi, gì đó vậy? Đang hỏi gì sao cô đơn nha. Vì sao cổng của Quỳnh cô đơn? Đừng hỏi. Thấy độc bạo. Lành quá hả? Lành quá hả? Ngày xưa nó còn trẻ thì mỗi người đi mỗi hướng. Bây giờ già yếu rồi đi không nổi nữa. Về bên nhau. Đâu có. Quyền với Tiết Cương là hồi xưa học chung lớp luôn á. Là chung với Việt Hương luôn á. Đúng rồi. Hồi xưa hồi xưa tôi để ý cô kia, tôi không để ý cô này. Nhưng mà cuối đời về với em đúng không? Quan trọng là khúc cuối đúng không? Quan trọng là khúc cuối. Anh Tiết Cương là ngày xưa đẹp trai, nhiều cô gái theo đuổi. Nhưng mà anh Cương là theo đuổi chị Việt Hương. Ồ đó, trong lớp thì có chị Việt Hương, có chị Thúy Nga, có chị Kim Quyền. Anh Cương lại mê chị Việt Hương. Dạ. Rồi chị Kim Quyền lúc đó là mê anh Tiết Cương. Mê anh Tiết Cương. Đó, rồi sau bao nhiêu sóng gió thì họ trở về với nhau. Thì cũng chúc mừng anh chị. Công nhận Giang từ hồi lấy vợ người đẹp trai hẳn ha. Đúng rồi. Mập phải sợ luôn á. Mập phải sợ luôn á. Hả? Thấy đẹp trai thiệt mà thêm chữ mập làm chi vậy? Không có được vợ lo kỹ á, mập mà mập thấy mập cái mặt không à. Vậy thì mình không có dùng từ mập mà là dùng phát tướng anh ơi. À phát tướng. Dạ phát tướng.
Harry rành đụng người kia. Không phải. Harry rành mấy cái từ đó lắm. Đúng rồi. Hôm nay xài hoài. Dạ, chồng em cũng phách tướng. Đó. Dạ. Ai là người hát anh muốn em sống sao? Đây. Hồ Quang Hiếu đã giơ tay. À, Bảo Anh. Bảo Anh là ai? Ca sĩ Bảo Anh. Câu vừa rồi hỏi cho vui thôi. Ôi. Vô tay nhanh lắm. Lánh lợi lắm. Người ta thường nói tê. À, Hiếu. Người ta thường nói tình yêu đúng hay là sai. Anh yêu em từ trong tâm hồn. Ủa, sao không thuộc? Như anh như lời đồn. Sao thuộc dữ vậy? Em nói một câu đi. Sau khi em đóng phim em gái mưa với chị em thấy chị sao? Thì rất là dễ thương. Lúc đó em biết thật sự bên trong con người của chị ở ngoài. Cho tôi tránh xa cái khu vực gian dối này đi. Nó gian dối một chưa đâu. Chưa còn nữa. Hả? Hương Tràm nữa. Trời ơi. Em đi làm á là từ trước giờ em chưa bao giờ gặp một người nào mà làm nghề nghe mà lừa dối mình á. Toàn là gặp mấy anh chị tốt mà. Em chưa gặp ai lừa dối hả? Dạ em. Ừ, em mời qua thiên trường gian. Mời qua thiên trường gian. Rồi đây. Đi đường Nguyễn không? Tư duy được gì mà hát kẹp tâm nó chấn lên trong não em rồi. Kẹp tâm cái đầu không? À, khuyên nó đưa dài. Lập chuồng chị đưa dài. Ủa chùi rồi đó. Mặt chị hơi bị tái, đem giảm phấn theo như chị nha. Không, mấy cái này nó đâu phải để giảm phấn. Giảm phấn. Mấy cái này là để chùi dài. Phấn. Sao mỗi ngày em cứ vậy hoài, chừng nào em mới trưởng thành vậy hả? Ủa, nhìn như thứ em trưởng thành lắm đó. Em lại làm trò gì đâu. Tạo hình tự nhiên. Em lại hề hước nữa. Không, tạo hình tự nhiên. Em mất cả buổi sáng để em làm cái đầu. Nhưng mà tại sao em cứ mặc đồ nữ vậy? Trời hả? Đây là tạo hình con trai. Chị thấy đồ con trai không? Đồ nữ, đồ nữ thì nó khoảng vậy. Cái này nhân vật gì nữa? Anh có năng lực, anh có thần đồng bất quyệt. Đó, nhân vật nào? Ông hề, nhân vật gì vậy?
em trộn hết tất cả những nhân vật đi vô hay không? Tí thì dần là mẹo sủ vô nha. Nó ra con giáp thứ 14 á. Hay con gì? 13 là bình thường, em là thứ 14. Ok, em 14, em có nhận giáp. Nè, Lập, chị nói cho nghe là bớt giỡn với chị lại. Dạ chị. Dạ. Quỳ xuống. Hôm nay giờ còn sáng sớm, tội nghiệp nó. Ủa? Nó dựng lên được như vậy hồi nãy giờ nó lấy nó phá, nó quẹo, nó thọt vô mắt chị. Nó làm chị ra hơi dơ, đầm chị ra hơi dơ. Chị cũng dễ sợ. Chị Buka, mặt chị hơi tái phấn thì nhận không? Đó. Nắm được chưa? Đó, mày giật cho tao. Ôi, mọi người ác với em quá à. Chị mới vừa